Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là lọc nhớt, hay chúng ta còn gọi là lọc dầu máy của xe Forerunner 2010, sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây là cái mã của sản phẩm này. Mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp như thế này. Đó chính là Orifister này. Đó. Đây chính là cái mã của sản phẩm. Sản phẩm được thiết kế phía ngoài là chất lượng, tức là hợp kim tổng hợp này. Bên trong là một lượng lọc để chúng ta lọc dầu, dầu sẽ chảy qua đây lọc những cặn bẩn để bảo vệ động cơ của chúng ta hoạt động tốt hơn. Thì vừa rồi em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lọc dầu, máy lọc dầu động cơ của xe Forerunner. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.